Thưa khách, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác ruột của cháu Kim Anh. Thì qua cái lời giới thiệu của MC thì tôi xin có đôi lời phát biểu như sau. Đầu tiên cho tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể các vị quý khách có mặt trong ngày vui của hai cháu Kim Anh và Quốc Nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi nhà trai cũng đã có một lễ xin dâu và chúng tôi chấp nhận lễ xin dâu và hai mẹ đã làm thắp hương và cũng chính thức, dòng họ cũng chính thức là chấp nhận lễ xin dâu và cũng chấp nhận tất cả những lời mà nhà trai vừa đã nói là chúng tôi đến giờ đẹp thì nhà trai sẽ chủ động và nhà gái chúng tôi cũng sẽ bố trí nhân sự để cùng tất cả họ nhà trai sang bên đó tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu thật vui vẻ, mạnh khỏe và tốt đẹp. Sau đây tôi xin kính mời ông Toản là bố của cô dâu Kim Anh xin dẫn cô dâu ra để trao cho mẹ của chú rể Quốc Nghĩa và con rể Quốc Nghĩa. Xin kính mời ông Phúc Toản. Xin mọi người hướng